Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chơi con tướng Rui. Con tướng này nếu mà múa dẻo tay thì cũng ảo diệu đấy. Mỗi tội là mình cũng chưa đạt đến mức ảo diệu như thế, nên mình sẽ cố gắng gửi đến các bạn một video tốt nhất với khả năng của mình. Thì đầu game bên bạn có zip và rất hay đi chọc phá rừng, nên mình cứ loanh quanh đây mình canh cho rừng vào. Ngộ không đầu game vẫn yếu lắm. Đây rồi, zip lang thang ở kia chắc là có gì rồi. Thôi, cướp bóc nhanh đấy, không cướp lại được rồi. Có zip nên team bạn chịu khó đi chọc phá rừng. Các bạn chơi để ý nếu mà team bạn pick zip hoặc là Arum rất hay đi phá. Rồi, phá này, cho chừa về tội phá khách à, và thêm cả rách nữa, nên cẩn thận ba tường đấy. Nhiều khi đi phá ấy, chả giá đắt đấy. Về rồi mana, con tướng này có lợi thế là khi mình dùng chiêu 2 khi biến về tế đàn thì sẽ được hồi phục full máu và mana luôn, không mất công chờ. Và thời gian biến về thì nhanh hơn là dùng biến về. Đây, support bên bạn rất chịu khó đi check map. Các bạn thấy không, mình chơi mình hay đặt chiêu lùi lùi lại một đoạn để trường hợp team bạn lao ra thì mình vẫn còn cơ hội rút. Nhất là bên bạn có ra thì có xu hướng đẩy ngược lại, nên mình cứ đặt một đoạn, thì nếu ra để về thì mình nhảy luôn vào ô đấy về luôn. Rất chịu khó đi chọc phá. À, ăn rồng. Thôi mình cứ phá khách thôi. Ô, ngon. Team bạn rất là nhanh tay khi thấy rừng và mít, mình vẫn ở đường giữa đã tranh thủ ăn con rồng, nhưng mà không ngờ mình lại KS được. Thơm quá. À, cướp nốt bùa xanh được không? Được rồi, cướp đi bạn ơi. Sao bỏ chạy thế? Bên mình có 4 người ở quanh đây cơ mà. Rồi, cứ cẩn thận đặt một cái rồi lùi lại. Giấu ở quanh đây này. Mít hổ báo quá. Có tí level 4 dọa nạt ra khiếp. Vì team bạn support cũng chịu khó đi check map nên mình cũng phải di chuyển theo. Đây rồi, bắt mid. À chết nhầm, bắt support thôi. Ăn được rồi. Thế không biến về luôn, AD vẫn cố farm. Đây rồi, bắt. Trời ơi, mid ra chạy đường đấy. Không kịp rồi. Đấy, AD rất nhanh chân. Đấy, bạn mít nên đi lệch sang bên này thì khả năng không bị lên bảng là. Đợi xem AD có lên không. Không lên thì mình lại đi thôi. Này, tốt không biết thoát được không. Hai người quay rồi. Chạy bạn ơi. Ui, không được rồi. Bắt mít trả thù. Dừng bạn chạy nhanh quá. Đây rồi, đuổi gấu. Chạy đâu. Ủa, quá đen cho bạn. Chạy ăn ngay chiêu của bạn AD. Đứng yên một chỗ làm gì được. Hơi đen. Chắc lúc đấy cũng hết chiêu nhảy nhót rồi. Không mà bạn cũng né được đâu. Lại ăn rồng. Chưa chừa à. Nào ăn đi. Chưa chừa. Mình để đây xem biến được con rồng về không nha. Chắc là không rồi. Chỉ biết được đồng độ thôi ạ. Tìm bạn chịu khó rình rập hang rồng lắm.
Mít bị quẹo à? Lên kịp không? Mày mít vẫn chạy à? Đây, cho một cái biến về. Về đầy máu lại lên chiến đấu luôn. Vừa mình thấy AGD bị quê, mình phải tốc hành lên, tìm bạn cũng rút về. Cũng bị chết nhiều nên là không dám hổ báo. Không có ai đây. Rồi, ăn được đường rồng rồi thì mình đổi đường. Bạn AD rất chuyên nghiệp, vừa ăn được xong cái đổi đường luôn. Thì trận này mình cũng sẽ lên đồ theo hướng của những tướng trợ thủ, là lên đồ giảm hồi chiêu và một chút khống chế. Đây là tướng trợ thủ nên cũng không được cứng như những tướng tanker, nên mình sẽ lên đồ thiên về giảm hồi chiêu các bạn. Cấu rỉa thôi. Có Zip và Moren này cũng khá là khó để đẩy. Xin lỗi bạn AD nha. Lúc đấy mình hết mana mình cũng về luôn. Nhưng bạn AD cũng ham đẩy cao. Bắt phát ra đi luôn. Kiểu gì cũng kêu cho mà xem. Rồi lại bắt tiếp. Đấy mà lại kêu. Thấy rồi. Lên trả thù nào. Bắt được ai không? Không bắt được ai ạ. Ui. Rất khó chịu. Ừ. Không kìa. Bộ không ham quá. Quả đấy đứng né né về bên trụ này có phải là sống quả đấy không? Chắc bạn cũng không để ý. Ừ, với những pha băng trụ thế mình hay để gần gần trụ để team mình có băng trụ thì yếu máu có thể về luôn được. Tốt về bạn ơi. Ham hố làm gì. Chắc cậy. Có tí hồi máu thì cũng củ nhây lắm. À cũng ăn được gấu đây. Ăn được cái trụ không? Ra đi rồi. Đấy mà tí máu và trụ ra rúi cho cái thì hẹo rồi. Thôi mình ở đây để đợi để nốt tân lính thì mình sẽ di chuyển. Đẩy lính khá lâu ấy. Thì mình ăn được dàn trụ ngoài nên cũng có thể farm cao được một xíu. À, AD xanh quá nhỉ. Cướp bóc. À, giao lưu. Giao lưu tí á, bỏ đi rồi. Này bạn dừng gian rồng ăn giết là cũng thoải mái chứ. Cho team gia tăng cách biệt tiền. Giao tranh không? Hay quá. À. Pha giao tranh này ăn được 4 mạng bên bạn. Tranh thủ đẩy thôi bạn ơi. Đấy. Ngon đấy, không ra đẩy trụ ạ. Phải đặt chiều cuối dọa nạt tí. Đặt bịt đường không cho đi. Trận này mình khá ít sử dụng chiều cuối thì bên mình team di chuyển cũng gần nhau. Và nói đúng ra là team bạn cũng không gây được áp lực lớn lắm. Chỉ những giao tranh nhỏ lẻ team bạn bắt được 1-2 người bên mình. Còn nếu mà tổng thì vừa nãy suýt bị quét sạch. Trận này dễ chơi đây. À, ăn nốt. Bắt vào AD. AD bên mình thì cũng rất là cứng vì có chiêu miễn sát thương. Đừng tin bạn bắt vào cũng tương đối là khó đấy. À, thời điểm này thì bên mình đang ép rất là cao. Bên bạn lượng đồ chưa có để mà có thể sốc được. Khả năng trận này kết thúc sớm không? Cố đẩy trụ xem nào. Không được. Moren thủ trụ cũng cứng lắm. Ăn nốt cái trụ này rồi tí.
rồi đuổi tôi, thôi tha. Về đi. Đấy, ba đen rình rập để nốt đường kia là ba đường. Còn đây ra để đi đánh đơn này, các bạn rất là thích đẩy cả ba đường này. À, rất là xanh xao đến từ bạn AD. 3-4 người quay vẫn chạy được, ăn được thêm được cái mạng. À, ba này team bạn mà quét sạch thì cũng kết thúc thôi. Không lên cao vẫn lùi về rồi. Có kinh công à. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay, hãy cho mình một nút đăng ký, like video và để lại bình luận của bạn ở bên dưới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chắc game này đến đây cũng kết thúc rồi. Rồi, làm pha cuối này. Bạn vẫn vùng vẫy. À, ra đuổi. Ừ, vẫn ra đi bạn Vera. Vip thì làm sao mà thủ được. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.